cô chú anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên Hiền gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Hiền mời cô chú anh chị và các bạn tham quan cái khuôn viên Darin Bay. Mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Hiền nhé. Tôi ngồi vào ở cô chú anh chị và các bạn. Có thảm cỏ xanh, có cây sai bonsai, cây cảnh rất là đẹp, to, đẹp. Mời cô chú anh chị và các bạn dạo cùng Hiền tham quan cái công viên Darin. Trong công viên rất là nhiều cây hồ cảnh. Bãi cỏ xanh, cây hồ cảnh rất là nhiều. Mời cô chú anh chị và các bạn dạo cùng với Hiền trên cái khuôn viên công viên Darin. Trong cái khuôn viên Darin có rất là nhiều hồ và cây cảnh. Cảnh ở đây rất là trong lành, mát mẻ. Mời cô chú anh chị và các bạn dạo ngắm cảnh khuôn viên Darin. Trong khuôn viên Darin có rất là nhiều hồ cây cảnh. Xe có cái hồ bơi. Phía trước mặt cô chú anh chị và các bạn nguyên một cái dãy biển nằm trong cái vịnh thủy triều. Trước mặt cô chú anh chị và các bạn khu nghỉ dưỡng Darin trong công viên nằm trên cái bờ biển, cảnh rất là đẹp để cho du khách tham quan. Trong khuôn viên Darin có nguyên một cái thảm cỏ rộng xanh rất là đẹp. Xe để cái vịnh keo biển nằm trong cái vịnh Cam Nha Trang. Mời cô chú anh chị và các bạn ngắm. Xe có hàng dừa đẹp quá cô chú anh chị và các bạn. Trên cái bãi biển có nhiều hàng ghế để cho khách nghỉ dưỡng tham quan, nghỉ dưỡng tắm biển, nghỉ ngơi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng Hiền dạo xuống. Trong khu viên Darin có một cái bãi cỏ sân golf mini cô chú anh chị và các bạn. Đây cô chú anh chị và các bạn ngắm nhìn cái bãi cỏ sân golf mini nằm ở trong khuôn viên của Darin, khu nghỉ dưỡng Darin. Một sân golf mini nằm sát bên mép biển rất là đẹp cho khách du lịch và địa phương tham quan nghỉ dưỡng chơi golf mini. Khuôn viên sân golf mini của Darin có bãi cỏ xanh. Xe là có một cái vịnh biển có hàng dừa xanh rất là đẹp. Trên sân golf mini có cả chiếc xe để chở những khách du lịch. Mời cô chú anh chị và các bạn dạo cùng Hiền tham quan cái công viên mini Darin. Trên sân golf có chiếc xe, trên bãi cỏ xanh đẹp. Trong khuôn viên của Darin có cái đồi cỏ rất là đẹp cô chú anh chị và các bạn. Xe là cái eo biển. Trên eo biển có những hàng dừa nhìn rất là đẹp. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng dạo với Hiền. Trong cái khuôn viên Darin có một cái sân golf mini. Đây là toàn cảnh sân golf mini ở trong khuôn viên Darin đó cô chú anh chị và các bạn. Mời chú anh chị và các bạn ngắm cái sân golf mini với cái bãi cỏ xanh rất là đẹp. Sân golf mini nằm trong khuôn viên Darin có bãi cát trắng, cỏ xanh nhìn rất là đẹp lắm cô chú anh chị và các bạn. Hiền xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn ủng hộ Hiền một like, một lượt chia sẻ. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký ủng hộ Hiền nhé.
Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại những video sau. Chào tạm biệt. Goodbye.